Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy in dàn di động cầm tay của hãng Brother, có model đó là PTE 500. Thì chiếc máy này nó được ứng dụng khá là nhiều trong lĩnh vực điện, viễn thông, hạ tầng mạng hay là truyền hình. Thì bây giờ em sẽ mở ra xem những cái phụ kiện bên trong máy và giới thiệu cho mọi người một số tính năng cũng như test thử cho mọi người xem về cái chất lượng in cũng như cái khả năng in ấn của chiếc máy này. Thì mọi người hãy cùng theo dõi. Thì đây là chiếc máy mà em muốn giới thiệu với mọi người. Em sẽ mở ra để cho mình xem những phụ kiện bên trong đi kèm theo máy nhá. Nếu mọi người có thể thấy thì đầu tiên thì bên ngoài nó sẽ được đựng trong một cái chiếc hộp giống như một cái vali. Nó tiện lợi để mình có thể là xách đi. Tại vì đây là một dòng máy di động nên mình cần phải đi công trình, công trường hoặc là đi để mình có thể là in tem và dán để ở trong này rất là chắc chắn và tiện lợi nhá. Cứ in xong bỏ vào như một cái hộp máy khoan hoặc là một hộp gì đó rất là hay. Em sẽ mở ra ha. Đây, sẽ mở trước rồi ra. Đây. Đây là các thành phần bên trong của máy mọi người. Đây em đi những cái phụ kiện trước á. Đầu tiên thì đây là một hộp adapter. Phía bên trong thì còn này. Đây là một cổng kết nối, cổng USB, đầu cổng cổng micro để cắm vào máy. Mục đích của cái cổng này thì mình có thể là kết nối với máy tính. Mình in ra, mình có thể là in cầm tay hoặc là kết nối máy tính để mình in ra hoặc là mình đẩy file xuống nhá. Đây tiếp theo là có pin, pin theo máy đi kèm nhá mọi người. Rồi trong này là tờ bảo hành của Brother nhá. Ở đây chiếc máy chính hãng của Brother nhá mọi người. Đây hết rồi. Đây là cái quyển sổ, sổ hướng dẫn sử dụng. Rồi đây là một cái quyển sổ để mình có thể là chọn những cái size hoặc những cái màu mà mình có thể thích ha. Màu đen, màu hồng, màu cam, màu gạch, màu trắng, màu vàng gì đó mình có thể thích, mình chọn ha. Đây cái tờ hướng dẫn sử dụng ha, Windows. Rồi bên trong có một chiếc đĩa driver và một chiếc driver của máy và chiếc đĩa phần mềm ha. Phần mềm mình có thể là cài Win 7, Win 8 hoặc Win 10, Mac OS nó cũng có thể sử dụng trên Mac nữa nhá. Rồi đây là một cái quyển sổ hướng dẫn, quyển sổ khá là dày nhá mọi người. Đây nó hướng dẫn khá là chi tiết nè, lắp máy lắp đồ các kiểu đâu nè, những cái phím này có tính năng công dụng như thế nào, quyển sổ hướng dẫn khá là chi tiết ha, viết chữ tạo văn bản như thế nào nhá, dấu gạch dấu chấm hoặc là mình chọn những ký tự trong các ngành điện khác nhau hoặc ngành viễn thông, đó sạc pin thế nào trong này có cách lắp đặt mở. Đây sổ khá là dày, hướng dẫn khá là chi tiết ở trong này nhá. Đây chỉ có lướt sơ qua mọi người ha. Đây tiếp theo là một cái này để mình có thể là cột phía sau cái gắn vào phía sau, sau đó mình đỡ cái tay mình để rớt gì đó nó đỡ hơn ha. Và trong này có một cuộn nhạc, nhạc đây là nhạc test thôi nha mọi người, nhạc đây nhạc test thôi, nhạc test đi theo máy ha. Rồi tiếp theo cái thành phần chính của mình đây, đây là chiếc máy Brother PTE 500. Thì đây là một dòng máy in với kết cấu công nghiệp nhưng là thuộc dạng là di động cầm tay, rất là tiện lợi ha. Đây, mọi người có thể thấy ha, tay em cầm thế này. Vừa đây. Tông chủ đạo của nó là màu đen và màu cam. Đó, nhìn nổi bật ha. Đây để em mở phần sau đây mọi người xem ha, phía sau của nó. Đây, mọi người có thể xem phần sau. Đây là cái khu vực mà mình có thể là để nhãn, còn đây là cái khu vực mà mình lắp pin. Pin thì một là mình sử dụng cái pin của nó đi cài lúc bắt đầu. Thứ hai là mình có thể là sử dụng những cái viên pin 3A, 3A để mình gắn vô để mình sạc. Nếu như mà cái cuộn này hết pin thì mình có thể xoay cua cái kinh nghiệm đó. Rất là tiện lợi, dễ mua ở trên thị trường. Tại vì dòng di động nên là bên hãng làm cho mình một cách rất là tiện lợi những cái này nhá. Thì em giới thiệu một xí thì cái này thì nó có một tính năng nổi bật, một số tính năng nổi bật đó là mình có thể in từ PC. In từ PC là thông qua cái cổng kết nối là USB này. Đây mọi người. Thứ hai là mình có thể là in được những cái khổ tem lớn. Tem lớn của nó lên tới 24mm. Mình có thể sử dụng để in ha. Thứ ba là cái bàn phím của nó là bàn phím WA, TRI. Đây mình rất là tiện lợi để bấm ha. ABCD đó. Mình sử dụng cái bàn phím này để đánh chữ. Nó có thể in được tiếng Việt nữa đó nha mọi người ha. Rồi thêm một cái nữa mà nó khác biệt so với một số dòng khác thì nó có pin Li-ion ha. Đó mình nó sử dụng pin Li-ion để mình lưu trữ. Để mình có thể là sử dụng, để mình có thể là xài được lâu hơn. Đó một số cái nổi bật mình có thể là sạc pin này. Hết pin sạc, xài xong về, hết pin sạc mình về mình xài ha. Rồi thì em sẽ gắn nhàn vào, em sẽ test thử cho mọi người xem cơ chế hoạt động cũng như là cái chất lượng in của chiếc máy này nha. Ok,
Thì bây giờ em sẽ tiến hành lắp vào và in thử cho mọi người xem ha. Thì em đã chuẩn bị cho mọi người đây một cái cuộn nhãn test để mình có thể lắp vào mình in thử. À, thì em một số cái thông tin luôn á. Thì đây, cái cuộn nhãn này thì mình nếu mình muốn sử dụng cái chiếc máy này của Brother thì mình phải sử dụng cái cuộn nhãn TZE này của Brother nha mọi người, đi kèm cho máy, chứ không phải là như những chiếc máy bản vật bình thường mà mình có thể mua những cái cuộn nhãn trên thị trường ha. Vì nhãn Brother là một trong những nhãn có chất lượng tốt nhất. Ha. Chất lượng về khi mà mình dán lên, chất lượng keo dán lên trên bề mặt với lại trên bề mặt nó không bị bay bị phai, tại vì nó được phủ một cái lớp lớp bóng ở trên nhá, nên thành ra là chất lượng nhãn nó rất là tốt, cái ưu điểm vượt trội của chiếc máy này ha. Rồi tiếp theo thì em sẽ mở ra cho mọi người xem cái cách lắp pin thế nào, lắp lắp nhạc thế nào đó. Nó khá là đơn giản. Thế này thì mình nhấn cho mình mở ra, đây là mình nhấn cái nắp ra nè. Còn pin này, pin thì mình bỏ để đúng chiều này, mọi người xem ha. Đây, để cái tật vô cái tật cái là vô được rồi này. Còn đây là cái quần nhãn thì mình nó chỉ để được theo một chiều này, mọi người xem ha. Đây có những cái lỗ để mình để vô nè, để qua cái khe này đó, khe nhãn đây nha. Đó, đấy, mình gắn chặt luôn nó. Vậy là như vậy là lắp nhãn và lắp pin xong hết nhãn, chỉ có lấy cái này ra thay cái quần nhãn mới rất là tiện lợi. Thì đây là cách thay pin, vậy là lắp pin và thay nhãn nhá, nó rất là tiện lợi cho mình đóng lại. Hay mọi người đóng lại thì mọi người cũng lắp vào đúng khớp đóng lại rồi nhấn vào luôn. Đây, nó đã mở nguồn lên. Thì chiếc máy này như em này em nói là trong ngành điện, trong viễn thông hoặc là trong truyền hình, nhà kho, kho bãi mình có thể là in ra những cái để mình dán những cái thông tin lên là công tắc điện hoặc là những cái thiết bị điện của mình, thiết bị mạng, hoặc là nó cũng có thể là in được cái ống co nhiệt luôn nha mọi người, để mình có thể là co lại trên những cái dây điện này kia của mình nha. Đây là một số cái mà nó có thể in rất là tiện lợi. Thì em vừa lắp cái nhãn 24 mm, mình có thể sử dụng nhãn 12 hoặc là nhãn 9, nhãn 3, nó nhỏ hơn 24, bằng một nhỏ hơn 24 là được ha. Em thử đánh một số cái thông tin đó, ví dụ em đánh chữ là thế giới bảo vật này, đây thế giới bảo vật đó, dấu sắc đó, cách đó, mọi người thấy thì được khá là đơn giản tiện lợi ha. Đây giới ngã mã mình có thể cầm đi mình đến số 5 nữa nha này. CH ok, sau đó bấm nó in ra, đây đợi nó in ra, sau đó thì nó in ra. Đây chiếc máy đang in ra này mọi người xem. Mình có thể điều chỉnh cái size chữ hoặc là mình có thể là tạo cho nó in lên nhiều dòng khác nhau nha mọi người. Đây, đặc biệt thêm một cái, chiếc máy này nó in thì nó sẽ là tự động cắt. Nó tự động cắt với nhau mọi người thấy không? Em chỉ thấy cho vật ra vô bán đẹp đẹp này. Đó, mọi người thấy chất lượng in trên này nó được phủ một lớp bóng ở trên này, nên thành ra chất liệu của cái nhãn này rất là tốt, cực kỳ tốt nha mọi người. Tôi đánh giá một trong những chất liệu nhãn tốt nhất thị trường để mình có thể là dán lên sản phẩm, dán lên tài sản của mình, quản lý tài sản này kia. Rồi sau đó thì mình sẽ lột cái này ra để mình dán lên trên những cái đấy. Cách lột thì nó cũng tất làm hai cái này, để cho lúc mà mình dán vô thì mình không phải đụng tay vào chất keo, thì nó làm ảnh hưởng tới cái chất lượng keo đó. Cái việc sử dụng của chiếc này khá là đơn giản, mình có thể là in được những cái nhãn này, hoặc là mình có thể là đây mọi người có thể xem ha, một số cái mình có thể đoán từ file, cái này mình có thể chọn một số ký tự hoặc mình có thể in bản vật luôn ha, in số lượng copy nhãn ở trên này. Một số cái trên này thì bàn phím em giới thiệu siêu chỉ số bàn phím, mình có thể in được nhãn cơ hoặc là những cái nhãn liên tiếp, nhiều nhãn bình thường đó. Đây thì một số cái loại nhãn mà nó có thể in được ở trên này, nó có liệt kê ra luôn ha. Cái phông chữ mình cũng có thể là chọn được cái phông chữ luôn nha mọi người. Đây phông chữ mình có thể là chọn được cái kiểu chữ này, ví dụ chữ lớn chữ nhỏ, đây mọi người thấy không đó, chữ lớn chữ nhỏ này, chữ in đồng lên, những cái kiểu chữ vậy mình có thể là chọn được những cái kiểu chữ khác nhau đó. Thì đó là một số cái trên này. Rồi kiểu như mình cũng có thể là in được tiếng Việt luôn như em vừa in đó, một số cái như này mã vật, hoặc mình có thể in tem số lượng nhiều lên, in từ database qua đó, một số cái mà giới thiệu đó, nó tự động cắt sau khi in xong nó tự động cắt luôn ha. Một số dòng khác thì nó mình phải có cái nút bấm cắt ở đây này, thì mình phải ấn cắt thì nó mới cắt, còn không thì nó tự động cắt. Số ưu điểm của chiếc máy này mọi người có thể là nhìn qua lại một lần nữa về cái máy này ha, cầm tay khá là tiện lợi, cũng hơi nặng thôi chứ cũng không 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 đáng bao nhiêu cả nhá mọi người.
Đây, cộng sạc, cộng đây còn kết nối với là máy tính nhá. Như lúc này em có sâu cái cổng USB đó để kết nối với thị. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về chiếc máy in đạm di động cầm tay của hãng Brother này với model đó là PTE500. Thì đây là một chiếc máy với hiệu suất công nghiệp, thì nó có thể in được hai loại nhạc, một đó là TXT, là những cái loại nhạc mà lột dán như thế này nha mọi người. TXT thì nó có thể in được từ kích thước là từ 3.5 đến 24 mm, thì mọi người có thể chọn kích thước và chọn màu, màu chữ cũng như là màu nền của cái nhạc. Cái loại cái nhạc thứ hai nó có thể in đó là HSE, thì đây là cái loại ống co nhiệt ứng dụng trong ngành điện viễn thông rất là nhiều đó. Thì cái ống co nhiệt đó, thì ống co nhiệt thì mình cũng có thể để in từ là kích thước là 5.6 đến 23.6 mm. Thì đây là hai cái loại nhạc mà mình có thể là sử dụng với chiếc máy này. Thì một chiếc máy cầm tay mình có thể xách đi công trường hoặc xách đi những cái công trình và nhà sử dụng rất là tiện lợi thế này. Thì nếu như mọi người quan tâm và mọi người cần thì việc tư vấn thêm về dòng máy này, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website Thế Giới Bảo Mật.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like, một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.